Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Và ngày hôm nay à, xin mời quý vị cùng đến với trận đấu thuộc vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa câu lạc bộ Wolverhampton và câu lạc bộ Manchester United. Wolves đã giành chiến thắng trước MU cách đây 2 tuần, đó là trận đấu tại tứ kết FA Cup. Tuy nhiên lần đụng độ này sẽ mang tính chất khác biệt bởi nó nằm trong khuôn khổ của giải Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đang trong cuộc đua top 4 căng thẳng và khao khát điểm số. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã được ký hợp đồng chính thức và ông có được chiến thắng ngay trận đầu tiên ở vị thế mới trước Watford. Ngược lại thì Wolver vừa nhận thất bại ở vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước một Burnley đang đua trụ hạng. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với đội hình dự kiến của hai đội. Thưa quý vị, đội chủ nhà Wolver họ sẽ chơi với Costa và Jimenez trên hàng công. À, 5 cái tên sẽ chơi ở hàng tiền vệ cũng có Moutinho, Traore, Dendonker, Neves và Johnny. còn ba cầu thủ ở hàng phòng ngự là Boli, Cody và Bennett. Thủ thành của họ là Patricio. Trong khi đó bên phía Manchester United, uh, Lukaku chấn thương và vì thế Martial cùng Rashford sẽ đá trên hàng công giống như trận đấu trước Watford. Uh, Mata sẽ là tiền vệ chơi hỗ trợ sau lưng cùng với đó là ba tiền vệ uh, Pogba, Matic và Herrera. Bốn cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của MU là Luke Shaw, Smalling, Finn và Ashley Young. Thủ thành của Manchester United là De Gea. Uh, xin mời quý vị cùng đến với tỷ lệ của trận đấu này. Thưa quý vị, uh, tỷ lệ chúng tôi mới cập nhật đó là MU chơi trên sân khách nhưng chấp quân vơ, nửa trái. Trên lượt đi tại ngoại hạng Anh mùa này thì Wolves đã cầm chân Manchester United ngay trên Old Trafford. Hiện tại thì bầy sói đang có thứ hạng rất cao tại giải ngoại hạng Anh và hoàn toàn có quyền chơi sòng phẳng khi điểm số không còn mang tính chất quan trọng. Wolves thắng đến 5 trên 6 trận gần nhất tại Molinos và chỉ thua có 2 trên 10 trận. Vì thế, việc đặt cửa vào đội khách MU với tỷ lệ chấp khá cao như thế này là mạo hiểm. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với tỷ lệ tài xỉu. tỷ lệ tài xỉu của chúng tôi mới cập nhật là 2 1/4. Sau chuỗi 9 trận toàn thắng khi xa nhà mới đây Manchester United để thua trước Arsenal và không ghi được bàn nào. Khi mà sự hưng phấn đã phần nào mất đi, không nên quá tin vào hàng công của thầy trò huấn luyện viên Solskjaer. Trong bối cảnh đó một trận cầu chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng có lẽ sẽ là lựa chọn hợp lý. À, tôi cũng đưa ra nhận định của mình ở trận đấu này, Wolverhampton và Manchester United sẽ hòa nhau với tỷ số một đều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt.